Lớp huyền nghĩa thứ năm là phán giáo, phán là bình luận phê phán. Kinh A Di Đà thuộc về tạng nào? Trong ba tạng kinh, luật, luận. Kinh này thuộc về kinh tạng. Kinh có nghĩa là thường vì hằng thường không biến đổi. Bộ kinh này khi Phật pháp diệt hết vẫn còn lại trên thế gian hơn 100 năm để độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh. Đó cũng là điểm khác nhau giữa kinh này và các kinh khác. Căn cứ vào ba thừa Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát mà phê phán thì kinh này thuộc về Bồ Tát thừa. Cơ duyên được độ đều là Bồ Tát có đủ căn tánh đại thừa. Sau khi đã biết năm lớp huyền nghĩa, bảy thứ lập đề rồi, chúng ta có nhận thức rõ về giá trị của bộ kinh này. Dịch giả: đời Giao Tần, ngày Tam Tạng Pháp Sư Kiều Ma La Thập dịch. Giao Tần chỉ là thời điểm Giao Tần, Phủ Tần, không giống với Dinh Tần. Dinh Tần là thời đại Tần Thủy Hoàng, Phủ Tần là thời của Phù Kiên, Giao Tần là thời của Giao Hưng. Vào thời Phủ Tần, có vị quan Khâm Thiên Giám nói với Phù Kiên rằng hiện tại nên có một người đầy đủ trí huệ đến trong nước để giúp đỡ việc chính trị. Phù Kiên nói nếu kể về bậc đại trí phải cỡ như ngài Kiều Ma La Thập. Lúc bấy giờ ở Ấn Độ, người ta đều sùng bái ngài La Thập vì ngài là người có trí huệ phi thường. Tại sao ngài La Thập có trí huệ? Kiều Ma La Viêm, cha ngài Kiều Ma La Thập, là con của vị thừa tướng. Đúng ra ông phải kế thừa chức vị thừa tướng của cha, nhưng ông lại không thích mà đi đến nơi khác để học đạo. Lúc bấy giờ tu hành không nhất định phải là xuất gia hay tại gia. Khi ông đến nước Quy Tư, em gái của vua nước này nhìn thấy ông, đem lòng thương rồi nói với việc này với anh mình. Vua bèn đem em gái gả cho Kiều Ma La Viêm, sau đó Kiều Ma La Thập ra đời. Khi Kiều Ma La Thập còn trong thai mẹ, cũng giống như ngài Xá Lợi Phất giúp mẹ biện luận thắng hơn mọi người. Bấy giờ có một vị A-La-Hán nói, đứa bé trong thai bà này nhất định là một người đại trí huệ. Lúc ngài La Thập lên 7 tuổi, có một lần theo mẹ lên chùa lễ Phật, ngài đã lấy tay nâng lư hương nặng bằng đồng lên khỏi đầu một cách dễ dàng. Nhưng rồi lại nghĩ, một đứa bé như ta làm sao dở nổi một vật nặng như thế. Vừa nghĩ tới đó thì cái lư hương liền rơi xuống đất. Từ đó ngài được khai ngộ về lý, tất cả duy tâm tạo. Rồi ngài theo mẹ xuất gia. Sự xuất gia của mẹ ngài cũng có điều đặc biệt. Trước kia cha ngài là người tu hành, nhưng vì đối với vợ có tình nghĩa thâm sâu nên không còn muốn tu hành nữa. Bây giờ chính bà lại muốn đi tu, ông ấy bèn cản ngăn. Bà mẹ La Thập bèn tuyệt thực, không ăn không uống liên tục đến ngày thứ 6. Ông Kiều Ma La Viêm thấy sinh mạng bà như chỉ mảnh treo chuông, mới ưng thuận cho bà xuất gia và bảo bà ăn uống trở lại. Bà nói nhất định phải mời pháp sư đến xướng tóc cho tôi mới chịu ăn. Bà xuất gia không bao lâu bèn chứng thánh quả. Kiều Ma La Thập cũng xuất gia theo mẹ, một ngày tụng thuộc lòng rất nhiều kinh và kệ, hễ đọc rồi là không quên. Do đó đương thời có rất nhiều triết gia ngoại đạo và các đại luận sư đến biện luận với ngài. 36 thứ bà môn, 72 thứ tả đạo đều bị ngài biện luận chết phục cả. Cho nên ở Ấn Độ tiếng tăm La Thập pháp sư rất lớn, ai ai cũng đều bội phục ngài, cả đến Phù Kiên cũng nghe. Lúc bấy giờ Phù Kiên bèn sai tướng Lữ Quang đem mấy vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư với mục đích rước ngài La Thập về nước mình. Ngài La Thập bèn tâu với vua nước Quy Tư rằng Trung Quốc đem binh đến, nhà vua không cần phải đánh với họ làm chi. Họ có yêu cầu điều gì thì nhà vua cứ thỏa mãn cho họ. Nào ngờ vua không chịu nghe theo mà cùng với Lữ Quang giao chiến rồi bị thua trận và bị Lữ Quang giết chết. Pháp sư La Thập cũng bị bắt đi. Trên đường trở về nước, Lữ Quang chuẩn bị nghỉ qua đêm tại một dải đất thấp ở dưới chân núi. Pháp sư La Thập vì có tha tâm thông nên biết rằng đêm đó sẽ có mưa lớn, bèn nói với Lữ Quang không nên đóng quân ở đây, chỗ này rất nguy hiểm. Lữ Quang không tin La Thập và nói ông là nhà sư đâu phải là nhà quân sự, rồi vẫn đóng quân tại địa phương đó. Ngay đêm hôm ấy, mưa lũ ảo ảo, nước trên núi đổ xuống như chút, 5 vạn quân mã bị dìm chết quá nửa. Từ đó về sau Lữ Quang mới biết pháp sư La Thập có trí huệ không thể nghĩ bàn. Đội quân tiếp tục lên đường, nhưng vào lúc trong nước Phù Tần phát khởi chánh biến, Phù Kiên bị lật đổ, Giao Trành lên làm hoàng đế. Lữ Quang đóng quân lại, không nghĩ đến việc trở về nữa. Giao Trành làm vua mấy năm rồi băng hà, con là Giao Hưng nối ngôi hoàng đế, phái người đến thỉnh pháp sư La Thập về Trung Quốc để phiên dịch kinh điển. Bấy giờ có hơn 800 vị tỳ kheo tụ hội để trợ giúp việc phiên dịch. Pháp sư La Thập trước khi viên tịch nói với mọi người rằng
Trong đời tôi dịch được khá nhiều kinh điển, cũng không biết là đúng hay sai. Nếu dịch đúng thì sau khi tôi viên tịch, dùng lửa trà tỳ, đầu lưỡi sẽ còn nguyên vẹn. Nếu dịch không đúng thì lửa cháy tiêu hết không còn gì. Nói xong thì viên tịch, sau khi đem nhục thân ngài trà tỳ, quả nhiên đầu lưỡi vẫn còn nguyên vẹn. Do như vậy, chứng minh rằng những bản dịch của ngài Pháp sư Kiêu Ma La Thập là chính xác. Lại còn một chứng minh nữa là đời đường ngài Đạo Tuyên luật sư hỏi tiên nhân Lục Huyền Sát, tại sao kinh điển của Pháp sư La Thập dịch ra ai nấy đều thích đọc như vậy? Trả lời, vì Pháp sư La Thập đã phiên dịch cho 7 Đức Phật trong quá khứ, cho nên những kinh điển do Pháp sư dịch ra rất là chính xác. Tam tạng là kinh, luật, luận. Kinh tạng thuộc về định học, luật tạng thuộc về giới học, luận tạng thuộc về huệ học. Kinh luật luận tức là giới định huệ. Pháp sư nghĩa là lấy pháp, Phật pháp làm thầy, lại có nghĩa là đem pháp bố thí cho mọi người. Pháp sư có nhiều hạng: pháp sư đọc tụng kinh điển, pháp sư thọ trì kinh điển, pháp sư biên soạn kinh điển và pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Kiều Ma La Thập là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là đồng thọ, có nghĩa là đồng tử này về sau nhất định sẽ sống rất lâu thọ. Lại nói, đồng tử ấy dầu tuổi còn nhỏ nhưng trí huệ, đức hạnh và biện tài đều rất cao siêu. Sở dĩ tuổi nhỏ mà có đức lớn, có đức hạnh của người cao tuổi cho nên gọi là đồng thọ. Biệt giải văn nghĩa. Mỗi bộ kinh có thể chia làm 3 phần: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Phần tựa là trình bày ý nghĩa đại khái của bộ kinh. Phần chánh tông là giảng nói về sự việc, đạo lý chính đáng của bộ kinh. Phần lưu thông là hy vọng người sau theo đó mà thêm vào cho đầy đủ và truyền bá rộng ra giống như dòng nước chảy đến bất cứ chỗ nào. Phần tựa giống như cái đầu người, phần chánh tông ví như là thân thể của người, trong thân thể có ngũ tạng lục phủ. Phần lưu thông ví như là hai chân có thể đi đứng, hành động. Phần tựa còn gọi là tựa trước kinh vì nó ở phần trước hết của kinh, còn gọi là tựa sau kinh. Tại sao gọi là tựa trước kinh mà còn gọi là tựa sau kinh? Điều đó có mâu thuẫn không? Gọi là tựa sau kinh là vì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh không có đoạn văn này. Sau đó khi Tôn giả A Nan và Ca Diếp kết tập kinh tạng thì thêm vào trước lời kinh gọi là tựa phát khởi, tức là nhân duyên phát khởi kinh, còn gọi là tựa chánh tín, do phần này chứng minh rằng kinh văn là đáng tin cậy. Ở trong phần tựa có đủ 6 thứ thành tựu: tín thành tựu, như thị, văn thành tựu, ngã văn, thời thành tựu, nhất thời, chủ thành tựu, Phật, xứ thành tựu, vườn kỳ thọ, cấp cô độc, chúng thành tựu, 1250 vị tỳ kheo. Kinh điển có 6 thứ thành tựu này mới có thể đáng tin cậy được. Lời kinh: như vậy tôi nghe một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, vườn kỳ thọ cấp cô độc cùng với đại tỳ kheo 1250 vị. Tại sao gọi là như vậy? Như vậy là tín thành tựu, pháp đúng như vậy là pháp đáng tin, pháp không đúng như vậy là pháp không đáng tin, cho nên như vậy là lời chỉ cho pháp. Chỉ là chỉ bày Phật pháp như là tịnh, thị là động. Như mới thị, không như thì không thị. Sao gọi là thị? Không có chẳng thị mới kêu là thị, vì tuyệt đối không có phi. Sao gọi là như? Như là vắng lặng không động. Như chính là chân không, thị chính là diệu hữu, cũng chính là diệu hữu không ngoài chân không, chân không cũng không ngoài diệu hữu, cho nên gọi là không hữu bất nhị, tức không tức hữu, phi không phi hữu. Thứ pháp này mới là đáng tin cậy. Như vậy tôi nghe, như thị ngã văn, bốn chữ này là bốn chữ mở đầu của các kinh Phật. Như mới thị, mới như, không như thì không thị, không thị thì không như. Đạo lý này là như thế đó, cho nên pháp như thị là đáng tin. Tôi nghe là ngài A Nan chính tai nghe, ngài A Nan chứng quả thánh đã vô ngã, tại sao còn nói tôi nghe? Cái tôi này là cái tôi vô ngã, cho nên ngài A Nan nói tôi nghe, nhân vì người đời đều có cái tôi, nên ngài A Nan dù là vô ngã nhưng cũng tùy theo thế tục mà nói ra đạo lý này. Tôi nghe là văn thành tựu, có nghe mới có tin, không nghe thì làm sao tin được. Bốn chữ như vậy tôi nghe được căn cứ trên lời di huấn của Phật khi Phật sắp nhập Niết Bàn. Một ngày nọ, Phật nói với đại chúng, giữa đêm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ngài A Nan nghe Phật sắp nhập Niết Bàn bèn khóc lên giống như trẻ thơ thiếu mẹ. A Nan vừa khóc vừa thưa, xin Phật đừng nhập Niết Bàn, xin Phật đừng bỏ chúng con. Đầu óc của ngài A Nan lúc đó đang bối rối không còn tỉnh táo nữa, chỉ có khóc là hơn hết. Lúc đó có một người mù, Tôn giả A Nan luật,
Người mù này không giống với bao người mù khác, ông ta dù không có mắt nhục nhãn nhưng lại có thiên nhãn. Vì không có mắt thị nên ông không cần phải ngó đông ngó tây và không có chút vọng tưởng nào, tâm trí thanh tịnh. Ông hỏi ngài A Nan: "Thưa tôn giả, tại sao ngài thương tâm khóc lóc quá đỗi như thế?" Ngài A Nan đáp: "Đức Phật sắp nhập niết bàn mà ngài bảo tôi không khóc sao được?" Người mù nói: "Ngài khóc có ích gì đâu, bây giờ còn có rất nhiều việc phải thưa hỏi Phật." "Có việc gì nào? Phật sắp nhập niết bàn, còn có việc gì cần thiết nữa đâu?" "Có bốn việc rất quan trọng, nếu ngài không hỏi rõ, không biết sẽ phải làm sao. Việc thứ nhất là khi kết tập kinh tạng, ở đầu kinh phải bắt đầu bằng những chữ nào?" "Đúng thế, việc đó rất quan trọng, may được ngài nhắc đến, nếu không tôi quên mất." "Việc thứ hai, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, chúng ta tôn Phật làm thầy. Khi Phật nhập niết bàn, chúng ta sẽ tôn ai làm thầy?" "Phải đấy, khi Phật đã nhập niết bàn, chúng ta sẽ tìm ai làm thầy đây?" "Khi Phật còn tại thế, chúng ta nương Phật mà ở. Lúc Phật đã nhập niết bàn, chúng ta nương theo đâu mà ở?" "Đó là việc thứ ba." "Còn việc thứ tư, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, nếu các thầy tỳ kheo có tánh xấu, tức là những người không giữ quy củ, không hòa hợp với chúng, tánh tình ưa tranh giành hơn thua giống như Atula, thì Phật có thể điều phục. Sau khi Phật nhập niết bàn, những tỳ kheo và những cư sĩ tánh xấu kia đều kiêu mạn, lấn hiếp người, nói rằng các ông không bằng tôi, các ông không bằng tôi phát tâm. Như vậy phải làm sao?" Ngài A Nan nghe nói biết là vấn đề này rất hệ trọng, phải thưa hỏi Phật, mới lật đật lau nước mắt đến trước Phật thưa: "Bạch Thế Tôn, hiện con có bốn việc muốn thưa hỏi Thế Tôn, xin Phật từ bi chỉ dạy cho." Phật đáp: "Được, có vấn đề gì cần hỏi, ta sẽ giải đáp cho." Ngài A Nan thưa: "Những kinh điển mà Phật nói ra rất nhiều, khi kết tập kinh tạng phải dùng chữ gì để ở đầu kinh?" Phật nói: "Mười phương ba đời tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều dùng bốn chữ như vậy tôi nghe để ở đầu kinh." A Nan lại hỏi: "Khi Phật còn ở đời, chúng con nương theo Phật làm thầy. Phật nhập niết bàn rồi, chúng con nương theo ai làm thầy? Có phải là nương theo ngài Đại Ca Diếp không?" Phật nói: "Không phải đâu, ta nhập niết bàn rồi, các ông nên lấy Bà La Đề Mộc Xoa giới làm thầy. Cho nên người xuất gia phải thọ giới, đó là căn cứ theo lời dạy của Phật. Khi Phật không còn ở đời phải lấy giới làm thầy." A Nan lại hỏi: "Việc thứ ba là khi Phật còn ở đời, những tỳ kheo chúng con cùng Phật trụ một chỗ, bây giờ Phật nhập niết bàn, những tỳ kheo như chúng con đây phải trụ vào đâu?" Phật đáp: "Sau khi ta vào niết bàn thì các tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di phải trụ vào bốn niệm xứ." "Bốn niệm xứ là gì?" "Tức là niệm thân, thọ, tâm, pháp." "Một, quán thân bất tịnh, nhìn thấy thân thể chính mình là không trong sạch thì không thể đối với người khác sanh tâm niệm luyến ái, vì không tâm ái nên không chấp trước, không có chấp trước thì sẽ được tự do. Hai, quán thọ là khổ, những cái mà mình tiếp thọ đều là khổ, khổ thọ, lạc thọ đều là nhân khổ. Ba, quán tâm vô thường, niệm niệm đổi rời. Bốn, quán pháp vô ngã." Ngài A Nan hỏi: "Việc thứ tư là gặp những tỳ kheo cư sĩ và một số người có tính xấu ác, chúng con phải xử lý như thế nào?" Phật đáp: "Điều đó rất dễ, các ông nên dùng phép mặc tần. Mặc là không nói chuyện với họ, tần là không để ý đến họ nữa. Điều này có nghĩa là khi gặp phải tỳ kheo có tánh xấu ác thì nên dùng định lực chảnh đè cho họ xoay chuyển." "Tại sao Phật bảo A Nan dùng bốn chữ như vậy tôi nghe để ở đầu kinh?" "Việc này có bốn nguyên nhân. Một, phân biệt với ngoại đạo. Những kinh luận của ngoại đạo mỗi khi bắt đầu đều dùng hai chữ có hay không, tiếng Phạn là A, có, yêu, không. Họ chủ trương tất cả pháp, vạn sự, vạn vật đều không ngoài hai chữ này. Không phải có tức là không, không phải không tức là có. Cho nên dùng hai chữ A, yêu để mở đầu, hoặc nói là trước kia không, bây giờ có. Đạo lý ấy cũng gần giống như là chân không diệu hữu, nhưng chưa được giải thích rõ ràng. Kinh tạng Phật giáo thì dùng chữ như vậy, như thị, bốn chữ tôi nghe như vậy, dùng để phân biệt với kinh luận ngoại đạo. Hai, dứt các nghi. Đức Phật biết rằng sau khi ngài nhập niết bàn, đại chúng kết tập tan tạng, thấy A Nan thăng tỏa thuyết pháp, liền khởi ra ba điều nghi. Một, họ cho A Nan là Phật Thích Ca, là Phật sống lại. Có người cho là Đức Phật ở phương khác đến thuyết pháp chứ chẳng phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ba, cũng có người cho là A Nan thành Phật rồi. Vì những điều nghi này nên Phật bảo A Nan để bốn chữ như vậy tôi nghe ở phần đầu kinh. Do đó mọi người đều biết rằng thực ra A Nan không phải là Đức Phật Thích Ca, cũng không phải là Phật ở phương khác đến, cũng không phải là ngài A Nan thành Phật.
mà nguyên lai pháp này chính ngài A Nan đích thân nghe Phật Thích Ca nói ra, đó gọi là dứt các điều nghi cho mọi người. Ba, dứt tranh cãi. Ngài A Nan tuổi nhỏ nhất trong đại chúng tỳ kheo, khi Phật thành đạo A Nan mới ra đời, khi Phật nhập niết bàn A Nan mới 49 tuổi. Những tỳ kheo khác so với A Nan đều lớn tuổi cả. Luận về tuổi tác thì ngài Ca Diếp lớn tuổi nhất. Các vị khác như Mục Kiền Liên tôn giả, Xá Lợi Phất tôn giả, tuổi tác đều lớn hơn A Nan nhiều. Luận về đạo đức, học vấn, trí huệ, những vị tỳ kheo kia cũng có vị cao hơn A Nan. Tại sao lại chọn ngài A Nan đọc lại kinh điển trong thời kết tập kinh tạng? Trong các vị tỳ kheo già có, trung niên có, mà ngài A Nan là tuổi nhỏ nhất. Nếu nói rằng kinh điển là do ngài A Nan nói lên, thì những người kia sẽ không tin và đều muốn tranh giành hơn thua với ông. Có vị sẽ nói, tôi nghe nhiều kinh điển, tôi nghe nhiều kinh điển hơn ông, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Có vị sẽ nói, tôi cũng là đệ tử Phật, những pháp do Phật nói ra tôi đều ghi nhớ trong lòng, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Tới chừng nghe ngài A Nan nói như vậy tôi nghe, đó có nghĩa là A Nan tôi đích thân nghe Phật nói thì có thể dứt được tranh cãi. 4. Tuân lời dặn dò, tuân theo lời phó chúc của Phật. Ngài A Nan đem 4 việc hỏi Phật, 2 việc trước đã nói ở trên rồi, bây giờ xin nói việc thứ 3. Việc thứ 3 là nương theo 4 niệm xứ mà trụ. 4 niệm xứ là thân xứ, thọ xứ, tâm xứ, pháp xứ. 1. Quán thân bất tịnh. Chúng ta có thân này, chúng ta đối với thân thể rất là quý trọng phi thường, cho nó là thiệt có. Cho nên ích kỷ cũng từ thân này mà sanh, tự lợi cũng do thân thể này mà có. Nếu không có thân này thì cũng không có ích kỷ và tự lợi nữa. Tại sao có ích kỷ tự lợi? Tại vì không hiểu rõ thân thể này, cho nó là chân thiệt không hư dối. Cho nên tạo tội ra cũng vì nó, gây ác cũng vì nó. Đối với thân này nhìn không rõ, buông không ra, tìm cho nó thức ăn ngon, nhà sang xe đẹp, đó là do chấp trước không buông bỏ được. Vì thế mà cả ngày từ sáng tới tối phải bận rộn với thân. Một mai thân này phải chết đi còn không hiểu rõ, lại nói thân của tôi phải chết à, sao không chịu giúp dùng tôi. Chừng đó mới biết thân này không phải là thiệt, nhưng đã muộn rồi, ăn năn không còn kịp nữa. Như vậy thân này có phải là thiệt không? Người ngu nhìn thấy nó là thiệt, không giả dối chút nào. Nhưng người có trí huệ thì biết rõ thân này là do 4 đại đất nước gió lửa giả hợp nên. Thân thể này không phải là hoàn toàn thật. Vậy chứ hoàn toàn thật kia là gì? Cái hoàn toàn thật đó chính là tự tánh. Tự tánh của chúng ta sáng suốt khắp cùng, đầy đủ vô ngại, cùng hư không khắp pháp giới, không ở chỗ nào mà chỗ nào cũng khắp. Thân thể của chúng ta chỉ là chỗ ở tạm thời của tự tánh, khác nào một quán trọ. Thân thể chính là quán trọ ấy, nhưng lữ khách ở quán trọ kia, nếu cho quán trọ là chính mình thì thật là quá lầm lạc. Nếu mình có thể xem thân thể là quán trọ mà cố tìm đến ông chủ, thế là có thể biết được chính mình đấy. Thân thể của chúng ta đây từ trước đến nay vốn không sạch sẽ, bởi do tinh cha huyết mẹ hợp thành. Nó từ nhỏ không biết gì, rồi lớn dần lên sanh ra các thứ tâm tham sân si, kiêu mạn nghi ngờ, tạo ra vô số nghiệp sát sanh, trộm cắp, dâm dật, dối láo, rượu chè. Thân thể này có hoàn toàn quý báu chăng? Không phải thế, phải thật là thanh tịnh, không nhơ uế, không có nhiễm ô, không có một chút nào không thanh tịnh mới gọi là quý báu. Còn thân thể của chúng ta đây có 9 lỗ, thường tiết ra đồ bất tịnh, hai mắt có ghèn, hai tay có cứt ráy, lỗ mũi có dãi mũi. Ở Trung Quốc có một số ngoại đạo chuyên môn ăn dãi mũi. Những người tu theo ngoại đạo này nói đó là phép luyện đơn. Giả như không phải là ngu si, làm sao có thể ăn dãi mũi được? Chẳng những dãi mũi mà còn ăn cả ghèn và cứt ráy nữa. Vì họ cho rằng những gì trong người tiết ra đều là quý báu cả. Những gì dơ bẩn họ đều cho là quý báu, thật là đáng thương xót biết bao. Thân thể của chúng ta trên mặt có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng, thêm hai cơ quan đại tiểu tiện cộng thành 9 lỗ. Ai cũng biết rằng đại tiện tiểu tiện đều không sạch sẽ. Giả như bạn nấu thức ăn ngon, dùng đại tiểu tiện làm gia vị, người ta không biết sẽ ăn vào. Nếu biết được thì không ai chịu ăn cả, vì họ biết đó là thứ dơ dáy. 9 lỗ thường tiết ra đồ bất tịnh. Như vậy cái thân thể này có thật là quý báu hay không? Nếu là quý báu thì làm sao lại tiết ra đồ bất tịnh? Thân thể này nếu không tắm một tuần lễ thì sẽ ngứa ngáy khó chịu, nếu để lâu hơn nữa thì có mùi hôi tiết ra. Thứ mùi hôi này đừng nói đến chính mình mà cả con chó cũng không chịu nổi nữa. Vì thế chúng ta phải nên quán thân bất tịnh. Thân thể này không sạch sẽ như thế, mình lại còn yêu tiếc nó, chấp trước nó hay sao? Yêu cái thứ không sạch sẽ như thế để làm gì chứ?
Bạn sẽ nói, tôi có thể lấy dao chém nó để tự sát. Không cần phải thế, bạn nên mượn giả để tu chân, tự tánh của bạn ở trong thân thể này. Bạn đi vào trong thân ngũ ấm, thì trở thành âm dương hỗn hợp, cũng chính là ở trong thanh tịnh và hỗn trược. Nếu bạn tu tập hướng thượng, thì được thanh tịnh, có thể thành Phật. Nếu không chịu tu tập, thì sẽ rơi xuống hòa hợp với ô trược thành giác quỷ. Cho nên bạn tu tập hay không là việc của chính bạn, người khác không thể giúp đỡ được. Giống như tôn giả A Nan nói mình là em họ của Phật, không cần phải tu hành chi, Phật sẽ gia hộ cho ông tam muội. Nhưng Phật trước sau không thể cho ông tam muội được. Đợi đến sau khi Phật niết bàn, lúc kết tập kinh tạng, ông mới chứng tứ quả A La Hán. Chừng đó ông mới biết chính mình không tu thì không thể chứng được. Quán thân bất tịnh là chúng ta không nên cho thân thể này là quý báu. Ai nói ta không chịu được, ai đánh ta cảm thấy đau đớn và tủi thân. Kỳ thật mình phải thấy rõ mà buông bỏ, không có cái đau mà cũng không có cái không đau nào cả. Ai đau như thế nào? Có người đánh mình thì coi như mình đụng vào tường, có người mắng mình thì coi như mình đang như họ đang hát hoặc nói tiếng ngoại quốc mà mình không hiểu, là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức hay tiếng Bồ Đào Nha. Tóm lại, nếu mình có thể thấy rõ thân thể này mà buông bỏ hết, không chấp trước thì có thể được tự tại. Quán thân bất tịnh là xem thân thể này chẳng có gì quý trọng cả. Hai, quán thọ là khổ. Thọ là những cái mà mình tiếp nhận. Khổ thọ đó là khổ khổ, lạc thọ đó là hoại khổ, bất khổ bất lạc thọ đó là hành khổ. Ba thứ trên, khi mình tiếp nhận nó, hưởng thọ nó đều cảm thấy là khổ. Mình biết nó là khổ thì không thể nào chấp trước mà hưởng thọ được. Tôi thường nói với các vị, thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Thường thọ khổ mà không có khổ nữa, hưởng hết phước thì phước báu không còn nữa, tiêu mất hết rồi. Cho nên quán thọ là khổ mà thân tâm pháp cũng đều là khổ. 3. Quán tâm vô thường. Tâm này là vô thường, tâm quá khứ không thể khả đắc là vô thường, tâm hiện tại không thể khả đắc là vô thường, tâm vị lai không thể khả đắc là vô thường. Tâm này với niệm niệm đổi dời, niệm niệm không dừng nghỉ, cho nên là vô thường và thân thọ pháp cũng đều là vô thường. 4. Quán pháp vô ngã. Bổn lai rốt ráo không có pháp, pháp đã không có thì làm sao có ngã được? Ngã là bốn đại sắc pháp giả hợp với năm uẩn mà thành. Đã không có bốn đại sắc pháp và năm uẩn thì chính ngã cũng không có. Cho nên quán pháp vô ngã, nhân không pháp không, nhân cũng không thì pháp cũng không nốt. Chúng ta tu hành phải thường quán tưởng tứ niệm xứ. Khi Phật sắp diệt độ, Ngài dạy tất cả tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tu hành nương theo tứ niệm xứ mà trụ. Bốn niệm xứ này rất là vi diệu, cho nên mọi người cần phải nghiên cứu kỹ càng. Nếu mình có thể hiểu rõ bốn niệm xứ và trụ ở bốn pháp này thì không có chấp trước mà được tự do chân chính. Có chấp trước thì không có tự do, không có tự do mới nhân đó có chấp trước. Cho nên phải tu bốn niệm xứ, nương bốn niệm xứ mà trụ, trụ mà không trụ, không trụ tức là không dựa vào bất kỳ tâm thái nào mà sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Bây giờ nói đến việc thứ tư mà tôn giả A Nan đem hỏi Phật. Việc thứ tư là phải đối xử thế nào với tỳ kheo có tánh xấu. Đức Phật đáp, những tỳ kheo có tánh xấu nên dùng phép mặc tẩn. Do đây chúng ta có thể biết thời Phật còn trụ thế cũng có hạng tỳ kheo cư sĩ và người có tánh xấu như vậy. Gặp những hạng người này thì không nên nói chuyện với họ, hãy giữ im lặng, không để ý đến họ, tự họ sẽ rút lui. Đó gọi là phép mặc tẩn. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, gặp phải những hạng tỳ kheo hay cư sĩ có tánh xấu thì dùng phương pháp này để đối đãi với họ. Như vậy tôi nghe, hai chữ như vậy là tín thành tựu, pháp như vậy thì đáng tin, pháp không như vậy thì không đáng tin. Hai chữ tôi nghe là văn thành tựu, nghe chính từ lỗ tai, sao lại không nói tai nghe mà nói là tôi nghe? Bởi vì lỗ tai là một bộ phận của thân thể, còn tôi là tên gọi chung của thân thể. Lỗ tai chỉ là một tên riêng, đây gọi là bỏ riêng lấy chung, không dùng tên riêng mà dùng tên chung, nên nói là tôi nghe. Một thuở nọ là nói về thời gian, là thời thành tựu. Thời gian đó tại sao không nói là năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, mà chỉ nói là một thuở nọ? Tại vì năm tháng ngày giờ của mỗi quốc gia hoàn toàn không giống nhau. Có nước lấy tháng riêng làm đầu năm, có nước lại lấy tháng 2, tháng 3 hoặc tháng khác làm đầu năm. Vì lịch pháp không đồng nhau nên không có cách gì xác định về thời gian được. Nếu xác định được thời gian thì các nhà khảo cổ sẽ khảo tra đó là đúng hoặc là không.
Bây giờ nói về một thuở nọ thì không cần nhà khảo cổ phải khảo tra nữa, muốn giảng kinh thuyết pháp, thứ nhất cần phải có lòng tin, có người tin pháp mới có thể thuyết pháp được. Có người tin nhưng không có thời gian đến nghe, thậm chí nghe một chút rồi chạy đi, dẫu có giảng kinh thuyết pháp mà người ta không nghe cũng không ích lợi gì. Tại sao nếu người ta thiệt có ý muốn học tập kinh pháp thì phải có thời gian, có thời gian rồi lại phải có lòng tin, lại phải có một vị chủ thuyết pháp. Phật chính là chủ thuyết pháp, chủ thành tựu vậy, có chủ thành tựu rồi lại cần phải có xứ thành tựu, nghĩa là phải có một địa điểm để giảng kinh thuyết pháp. Địa điểm ở đây chính là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc ở nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ là tên một quốc gia ở nước Ấn Độ, Trung Quốc dịch là Phong Đức. Vì người trong quốc gia này đều rất thông minh nên nước có dồi dào ngũ dục thất bảo. Người trong nước đó lại có đức học rộng giải thoát. Nước này có ngũ dục tài bảo. Vậy ngũ dục là gì? Có người nói là của cải sắc đẹp, danh tiếng ăn uống và ngủ nghỉ. Nhưng lại cũng có người nói là sắc thanh hương vị xúc. Tóm lại cảnh giới ngũ dục khiến cho trí huệ người ta điên đảo. Còn mắt người ta đắm trước sắc trần, tai đắm trước thanh trần, mũi đắm trước hương trần, đầu lưỡi đắm trước vị trần, thân thể đắm trước xúc trần. Ngũ dục này làm cho người ta mê loạn điên đảo, chạy theo chúng nó. Người trong nước này có tài học rộng, hiểu biết nhiều. Giải thoát chính là không bị ràng buộc, rất tự do. Được giải thoát cũng chính là tâm chấp trước rất nhẹ nhàng. Vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, Kỳ Thọ là cây của Thái tử Kỳ Đa. Vườn cấp cô độc là vườn của trưởng giả Tu Đạt Đa. Trưởng giả Tu Đạt Đa là một người giàu có, đương thời ở Ấn Độ. Nhưng ông ta chưa biết Phật Pháp, ngay đến tiếng Phật cũng chưa được nghe. Một hôm nọ ông ta muốn cưới vợ cho con nên đến nhà một người bạn giàu có, tên là trưởng giả San Đà Na ở trong thành. Đến nhà bạn, ông ta thấy San Đà Na nửa đêm thức dậy dọn dẹp phòng ốc, bài trí trang nghiêm đẹp đẽ phi thường. Trưởng giả Tu Đạt Đa thấy bạn trang trí nhà cửa đẹp đẽ như thế mới hỏi: ông trang trí nhà cửa đẹp đẽ giường ấy để mừng việc chi thế? Trưởng giả San Đà Na đáp: có ăn mừng gì đâu, tôi muốn thỉnh Phật đến cúng giường đấy. Trưởng giả Tu Đạt Đa vừa nghe thấy tiếng Phật quá đỗi kinh ngạc, mình nổi gai ốc, tóc tai dựng đứng, hỏi: Phật là gì? Trưởng giả San Đà Na đáp: Phật là thái tử con vua Tịnh Phạn. Đáng lý ra ngài sẽ làm vua, nhưng ngài lại xuất gia tu hành thành Phật. Tôi muốn chuẩn bị những thức ăn cần dùng này để cúng dường Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa, tức trưởng giả cấp cô độc, sau khi nghe tiếng Phật rồi nao nao trong dạ không ngủ được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết ông có lòng thành, bèn phóng hào quang soi rọi đến ông, tiếp nhận ánh sáng chiếu đến. Trưởng giả Tu Đạt Đa cho là trời đã sáng, liền đứng dậy đi vào thành. Cửa thành bấy giờ hay còn khóa chặt, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực làm cho cửa thành mở toang. Trưởng giả Tu Đạt Đa đi đến tinh xá Trúc Lâm là nơi Phật đang ngự. Đến nơi thấy có một vị thiên nhân đang đi vòng quanh Phật rồi đảnh lễ Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa từ trước chưa thấy Phật, cũng chưa nghe Phật pháp, không biết lễ phép ra sao, cho nên vị thiên nhân mới hiện ra như thế cho ông trông thấy. Trưởng giả Tu Đạt Đa cũng tự động đi quanh Phật ba vòng rồi cúi đầu đảnh lễ Phật. Phật nói pháp cho ông nghe, Tu Đạt Đa vô cùng thích thú, nói rằng: Phật có nhiều đệ tử như thế này, phải có một nơi thật lớn mới có thể chứa hết được. Còn dự tính tìm một địa điểm thật lớn để thỉnh Phật đến ở. Phật nói: được, ông hãy tìm đi. Trưởng giả Tu Đạt Đa trở về nhà tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa thấy chỗ nào vừa ý. Sau cùng tìm đến hoa viên của Thái tử Kỳ Đà, ông cảm thấy chỗ này vừa đẹp lại vừa rộng lớn. Trưởng giả Tu Đạt Đa mới đến gặp Thái tử xin mua hoa viên đó. Thái tử ban đầu không muốn bán, nhưng nghe trưởng giả Tu Đạt Đa muốn mua bèn nói đùa: được, nếu ông muốn mua hoa viên của tôi thì cứ đem vàng bát kín hết, tôi sẽ bán cho. Trưởng giả không kỳ kèo đắt rẻ, trở về nhà tức khắc cho mang vàng miếng trong kho ra lát khắp hoa viên, rồi nói với thái tử: bây giờ vườn này thuộc về tôi rồi đấy nhé. Nhưng thái tử nói: hoa viên là của tôi mà, làm sao bán cho ông được, tôi nói chơi đấy thôi chứ không bán, tôi không bán đâu. Trưởng giả Tu Đạt Đa nói: thái tử nói chỉ cần đem vàng miếng lát đầy hoa viên thì sẽ bán cho tôi, tương lai thái tử sẽ làm vua, sao lại không giữ lời hứa như thế. Thái tử nghĩ ngợi một lát rồi nói: được, đất vườn đã lát đầy vàng là thuộc phần ông, còn cây chưa lát vàng vẫn thuộc về phần của tôi, kể như tôi cúng dường cho Phật đấy. Cho nên vườn này có tên là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Sao gọi là cấp cô độc? Cấp là ban cho, cũng tức là bố thí, vì ông trưởng giả Tu Đạt Đa chuyên môn bố thí cho những người già, cả trẻ, nít, cô độc. Thời Văn Vương nhà Chu ở Trung Quốc cũng có cứu giúp bốn hạng người cùng khổ, quan quả, cô độc.
Quan là người già mà không có vợ, Quả là người già mà không có chồng, Cô là trẻ nít không có cha, Độc là người già mà không có con. Trường già Tu Đạt Đa được tên là Cấp Cô Độc là vì cứu giúp bốn hạng người này. Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ là xứ thành tựu, nhân vì có người nói thì nhất định phải có nơi chỗ, không nơi chỗ pháp cũng sẽ không dễ gì nói được. Cùng với đại tỳ kheo 1250 vị là chúng thành tựu, cùng tức là chung nhau, tức là mọi người cùng đi theo một vị thầy để học tập, cùng ở một chỗ, cùng học tập theo Phật pháp, cùng phát tâm Bồ đề như nhau, cùng khai mở trí huệ như nhau, cùng chứng đắc quả vị như nhau, cùng đồng thành Phật. Vì những lý do như nhau ấy cho nên dùng chữ cùng. Đại tỳ kheo tăng, đầu tiên là nói về chúng tỳ kheo, vì tỳ kheo đều là hình tướng xuất gia. Kế đó nói đến chúng Bồ Tát, vì hình tướng Bồ Tát không nhất định, có lúc là tướng xuất gia, có lúc là tướng tại gia. Bồ Tát là những người tu theo trung đạo cho nên để ở giữa. Sau đó nói đến Thiên Long Bát Bộ và sau cùng nói đến tất cả phàm phu tướng thế gian. Tướng xuất thế là thánh nhân. Bồ Tát có lúc ở trong pháp hội, có lúc rời pháp hội đi đến thế giới khác. Tỳ kheo là chúng thường theo Phật để nghe kinh pháp. Cho nên khi kết tập kinh tạng, nêu chúng tỳ kheo ra trước. Đại có ba nghĩa. Tỳ kheo là người được quốc vương đại thần sùng bái. Tỳ kheo là người đoạn dứt tất cả phiền não. Tỳ kheo là người phá trừ các ác nghiệp. Tỳ kheo không giống như người của các ngoại đạo khác, cho nên gọi là thắng, nghĩa là vượt hơn tất cả ngoại đạo khác. Tỳ kheo lại có ba nghĩa. Một, khất sĩ cầm bát xin ăn. Hai, bố ma. Khi có một người thọ trong giới đàn thì địa hành dạ xoa nên đi báo với không hành dạ xoa. Không hành dạ xoa tức tốc báo với thiên ma. Thiên ma lo sợ nói: Phật lại có thêm một đệ tử nữa, quyến thuộc của ta ít đi một người rồi. Vì thế thiên ma rất lo sợ, cung điện của ma vương đều chấn động. Ba, phá ác. Khi tỳ kheo phát tâm bồ đề thì phá 84.000 phiền não cho nên gọi là phá ác. Tăng già là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là hòa hợp chúng, tức là mọi người cùng ở một chỗ, không có chuyện hơn thua phải quấy, không tranh đấu lẫn nhau, lại có sự hợp và lý hợp. Thế nào là lý hợp? Tức là mọi người cùng chứng vô vi giải thoát. Sự hợp lại có 6 thứ. Một, thân hòa đồng ở. Tăng chúng ở chung một chỗ không hề tranh đấu lẫn nhau. Mỗi thời mỗi khắc phải tự quản lý mình, không cho phạm lỗi, không làm phương hại đến người khác. Ví như mọi người đều không uống rượu mà mình lại uống rượu, mọi người đều không hút thuốc mà mình lại hút thuốc, thì tăng không hòa sẽ không thể ở chung được. Cho nên nhất định phải giữ thanh quy, không cho phạm lỗi. Hai, miệng hòa không tranh, không nên biện luận phải quấy với nhau, không nên có kiểu thị phi, nhà trưng tốt, nhà lý xấu. Bà còn ích gương sáu con mắt, phải miệng hòa không tranh cãi. Không nên nói lý lẽ của thầy không đúng, còn lý lẽ của tôi mới đúng mà tranh luận lăng xăng. Ba, ý hòa đồng vui vẻ. Mọi người cùng học Phật pháp, anh tu chỉ tinh tấn, tôi lại càng tinh tấn hơn. Mọi người cùng tu hành tinh tấn hướng thượng, trở nên mỗi ngày càng kém hơn. Phải nói chuyện ít đi, tu tập nhiều hơn thì ý niệm của mọi người sẽ hòa hợp. 4. Kiến hòa đồng giải. Mọi người đều có kiến giải giống nhau. 5. Giới hòa đồng tu. Mọi người cùng tuân giữ giới luật, đồng tu hành. 6. Lợi hòa đồng chia. Mọi người đều cùng vì lợi ích cộng đồng mà gắng sức. 6 thứ hòa hợp trên đây là sự hợp. 1250 vị là tăng chúng thường theo Phật. Phật đến địa phương nào nói pháp, những vị này nhất định đều có đi theo. Không luận là Phật nói những kinh họ đã nghe hay chưa, họ nhất định vẫn đi theo Phật để nghe thuyết pháp. Cơ bản vẫn thường là 1250 vị. Phật trước độ 5 vị tỳ kheo, rồi đến trưởng giả Tử Gia Xá và 49 người đệ tử của ông, Tôn Giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mỗi người có 100 đệ tử cùng theo thầy quy y Phật. Ngoài ra ba anh em Đại Ca Diếp và 1.000 vị đệ tử cũng theo thầy quy y Phật, vì thế cộng chung là 1250 người. Ba anh em ông Ca Diếp cộng chung có 1.000 đệ tử, trong đó 500 người là đồ đệ của Yêu Lâu Tần La Ca Diếp. Ca Diếp là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là Đại Quy Thị, Yêu Lâu Tần La dịch là Mộc Qua Lâm. Có người nói vì ông ở trong rừng Mộc Qua tu hành, lại có người nói vì trước ngực ông có một cái biếu lớn như trái mộc qua, trái dưa. Cũng có người nói ở ngực lõm xuống như hình trái dưa, tóm lại là có thể như thế. Tôi nghĩ rằng ông ta rất khoái ăn dưa cho nên khi tu hành, trên thân mới mọc ra một cái biếu thịt hình trái dưa như thế.
Đặc tính của dưa là bổ phổi, nếu có bệnh phổi nên ăn nhiều dưa vào. Mộc Qua Lâm Ca Diếp có hai người em, một người tên là Già Gia, là tên núi, Trung Quốc dịch là tượng đầu sơn, núi đầu voi. Còn người kia tên là Na Đề, Trung Quốc dịch là Hà, sông hoặc thành. Tôi cho rằng con sông này ở bên thành, cho nên hai nghĩa đều dùng được. Hai người này tổng cộng có 500 đệ tử, cho nên ba anh em có 1.000 đệ tử. Phật giáo hóa chúng sanh, trước tiên độ 5 vị tỳ kheo ở vườn Lộc Giã, sau đó đáng phải độ ai? Ngài mới quan sát thấy ba anh em ông Ca Diếp cơ duyên đã thành thục, đáng được hóa độ. Bấy giờ Phật đi đến chỗ của ông Đại Ca Diếp, nhưng Ngài không nói thẳng ra tôi đến để độ bọn ông, các ông có tin không, mà chỉ sử dụng pháp môn phương tiện quyền xảo. Ngài nói bây giờ trời đã tối, tôi có thể nghỉ nhờ một đêm được không? Đại Ca Diếp là người tu hành theo đạo thờ lửa rất lâu, lúc đó đã 160 tuổi, thấy Phật không giống với người bình thường. Nhưng ông ta nhìn không ra lai lịch của Phật và nhân duyên gì Phật đến đây. Ông rất lấy làm lạ, tại sao bình thường về lai lịch của bất cứ ai, hễ nhìn đến là ông biết ngay, mà hôm nay không cách gì hiểu được ông này là ai. Vì thế ông mới đưa Phật đến trong động một con rồng lửa. Con rồng lửa này là hộ pháp của ông ta, bất cứ người nào đi vào trong động đó liền bị rồng lửa thiêu chết ngay. Cảnh bà đêm ấy, rồng lửa muốn đốt chết Phật, nhưng Đức Phật dùng hỏa quang tam muội đối phó lại, vô hiệu pháp thuật của nó, thâu nó vào bát và thuyết pháp cho nó nghe. Cũng giống như việc Lục Tổ Đại Sư thâu độc long vào trong bát, nhưng Phật không nói như tổ, người chỉ có thể biến ra lớn mà không thể biến lại nhỏ chui vào trong bát của ta. Phật chỉ rất tự nhiên thâu nó vào trong bát, thuyết pháp cho nó nghe, rồng lửa liền quy y Phật. Sau đó Phật hiện hiện các thứ thần thông, Đại Ca Diếp nhìn thấy, tự biết mình không bằng Phật, không có những đạo lực to lớn như thế, bèn xin quy y Phật. Sau khi quy y chẳng bao lâu, ông chứng được thánh quả, 500 đệ tử của ông cũng theo ông quy y Phật và đều xuất gia. Hai người em của ông thấy anh mình theo Phật nên hai người cũng dắt 500 đệ tử cùng xuất gia theo Phật. Xuất gia không bao lâu họ đều chứng được thánh quả, nhân đó gộp chung thành 1.250 vị. Những người này vì cảm tạ ơn sâu từ bi giáo hóa của Phật nên bất luận Phật đến thuyết pháp chỗ nào, các ngài đều cùng theo Phật làm chúng tỳ kheo, nghe pháp trong chúng hội. Cũng như quý vị nghe kinh hiện giờ, dù có người đã được nghe rồi nhưng vẫn trung thành hộ pháp. Ví như có vị đệ tử đi dạy học ở nơi xa, nhưng mỗi kỳ thứ bảy vẫn trở về đây tham gia pháp hội và làm Phật sự trong hai ngày cuối tuần. Đó là do lòng chân thành hộ pháp của vị ấy. Lại có một đệ tử dù có trong công ngàn việc bận rộn vẫn thu xếp đến nghe kinh, lao tác cả ngày bận rộn rất là mệt nhọc nhưng vẫn đến nghe kinh, thật là rất có lòng thành. Câu hội là mọi người đều hội họp ở một chỗ, đều là bậc đại A-la-hán. Những người nhóm họp một chỗ đều là bậc đại A-la-hán cả. A-la-hán là tiếng Phạn, có ba nghĩa rất gần với nghĩa của tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A-la-hán, còn La-hán là quả của tỳ kheo. Ba nghĩa của La-hán là: một, ứng cúng, ở nhân là khất sĩ nên ở quả đáng được người trời cúng dường. Hai, vô sanh, trong nhân là bố ma, nghĩa là làm cho ma sợ, làm cho ma phiền não sợ, làm ma chết sợ thì quả đắc là vô sanh. Ba, sát tặc, nhân là phá ác nên quả gọi là sát tặc, giết giặc vô minh, giết giặc phiền não, phá mà ngũ ấm và ma phiền não cùng ma chết. Chết cũng là một thứ ma, giống như người tu hành tinh tấn nhưng khi có bệnh gần chết thời nổi lên sợ sệt, đây tức là bị ma chết quấy động. Người chân thật tu hành phải không sợ sống cũng không sợ chết. Sống tức là chết, chết tức là sống. Phải xem sống và chết như nhau thì lòng dục vọng mới không sanh khởi. Nếu chết rồi thì sao lại có tâm dâm dục, tâm tham sân si mạn nghi ư? Lúc đó tất cả phiền não đều không có, sẽ đạt đến cảnh giới hoàn toàn an lạc. Nhưng mà cảnh giới này không dễ gì đến được. Tuy nhiên cũng không phải là khó khăn, chỉ cần quyết tâm mà thôi. Đều là bậc đại A-la-hán, mọi người đều biết đến. Những vị đại A-la-hán này đều là những bậc đạo cao đức trọng, người người đều biết tiếng. Đó là trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên. Trưởng lão là tiếng tôn xưng người lớn tuổi. Trưởng lão có ba hạng: một, niên kỳ trưởng lão, kỳ là người tuổi già là người có tuổi tác rất cao. Hai, pháp tánh trưởng lão, tức là người hiểu rõ ràng Phật pháp. Tánh là tự tánh, vị này hiểu rõ Phật pháp và thông đạt tự tánh, cho nên bất luận là tuổi tác vị ấy lớn hay nhỏ mà có trí huệ vô lượng, biện tài vô ngại thì đều được gọi là pháp tánh trưởng lão.
có khả năng như trên, dù là tuổi tác còn nhỏ cũng được gọi là trưởng lão để giảng giải Phật pháp. Như Xá Lợi Phất lúc còn 8 tuổi mà đã chiến thắng các luận sư đương thời ở Ấn Độ, trong 7 ngày ngài có thể thông suốt được Phật pháp, cho nên gọi là trưởng lão. Bà Phước Đức trưởng lão, vị này có rất nhiều phước đức nên ai ai cũng thích cúng dường vị ấy. Nhân vì vị ấy tiếp nhận sự cúng dường của người nào cũng có thể khiến người ấy gieo trồng phước lành, cho nên nhân đó mà có được đức hạnh. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là trưởng lão. Xá Lợi Phất là tiếng Phạn, cha ngài tên là Đề Xá, Lợi là tên của mẹ ngài, Phất nghĩa là con, cho nên có một số kinh dịch là Xá Lợi Tử hoặc là Yêu Ba Đề Xá. Cuộc tên cha mẹ lại làm tên của ngài, cho nên gọi là Xá Lợi Phất. Có nhiều cách phiên dịch, có người dịch là Thân Tử hoặc Thu Tử hoặc Châu Tử. Ngài Xá Lợi Phất là người trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn, trí huệ của ngài không ai sánh kịp. Đừng lúc ngài ở trong thai mẹ đã giúp mẹ biện luận luôn luôn được thắng. Bà biện luận với ai? Chính là với cậu của ngài là Maha Kohila. Trước kia, khi chưa mang thai ngài Xá Lợi Phất, mẹ ngài cùng em bà biện luận càng thua. Nhưng từ khi mang thai ngài, bà biện luận với em không giống như trước, những lý lẽ đưa ra hoàn toàn vững chắc. Em của bà, tức cậu của ngài Xá Lợi Phất cũng rất thông minh, biết rằng đây không phải là chị biện luận hơn mình, mà là do sự giúp sức của đứa trẻ bà mang trong bụng. Lúc đó ông bèn phát tâm đi về Nam Ấn Độ học môn luận lý. Cứ học học mãi trong nhiều năm, ngày xưa không có đèn điện nhưng ông ta suốt ngày từ sáng đến tối đều siêng năng học tập 4 bộ vệ đà, 4 thuyết luận học, thậm chí không có bỏ qua một giây phút nào. Học như vậy đến mấy năm, y phục rách cũng không kịp vá, mặt cũng không rửa, móng tay cũng không có thì giờ cắt, cho nên móng tay cứ mọc dài ra mãi. Vì thế người ta gọi ông là trưởng trảo phạm trí. Ông định học xong tất cả những luận học sẽ trở về biện luận cùng cháu mình. Vì ông là một vị đại luận sư, mới nghĩ rằng nếu không thắng được đứa cháu mình thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Không dè sau khi học thành tài, trở về lại phát hiện Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia rồi. Ông cảm thấy không vui, cho việc học của mình là vô ích và nói Phật có đạo đức gì, chẳng qua chỉ là một ông sa môn, ta phải đi tìm đứa cháu bắt về mới được. Ông ta bèn đi đến chỗ Phật định bắt cháu ông về. Phật nói, ông dựa vào lý do gì mà bắt cháu về? Tông chỉ của ông như thế nào? Ông ta đáp, tôi lấy khung thọ làm tông chỉ. Phật nói, phải, ông lấy khung thọ làm tông chỉ, tại sao ông còn thọ cái kiến chấp không thọ của ông? Tông chỉ của ông phải chăng là thọ cái không thọ? Từ trước đến giờ ông cho tất cả đều không thọ, bây giờ Phật hỏi ông phải chăng là thọ cái chấp không thọ? Ông tự xét, nếu nói là thọ thì cái lý lấy không thọ làm tông đã bị đổ nhào, không còn đứng vững nữa, vì là có thọ rồi. Nếu nói là không thọ thì cả đến kiến chấp cũng không thọ nữa. Nhưng khi lập tông này thì đã là có kiến chấp rồi, làm sao nói là không thọ kiến chấp ấy ư? Cho nên trả lời thọ cũng không thọ đều không đứng vững. Lúc đó ông tự nhận thua rồi. Trước khi biện luận ông giao kết với Phật, nếu tôi thắng thì tôi mang Xá Lợi Phất về, không cho nó theo ông xuất gia, còn nếu thua thì tôi sẽ cắt đầu dâng cho ông. Ông ta đem đầu đánh cuộc. Khi thấy mình bại rồi, ông ta liền co giò chạy một mạch. Chạy được 3-4 dặm, ông lại nghĩ, chà bậy bạ quá, đã nói chắc rồi hễ thua thì nộp đầu mà bây giờ lại chạy đi, đâu phải là hành động của đại trượng phu Nam Nhi hảo hán. Ông bèn trở lại xin với Phật Thích Ca cho mượn dao. Phật hỏi ông mượn dao để làm gì. Ông nói, tôi thua rồi, tôi phải cắt đầu nộp cho ông. Phật nói, giáo pháp ta không có cách làm như vậy, ông đã thua rồi thì không được đi, phải ở đây xuất gia mới đúng. Ông hỏi, Đức Thế Tôn chịu nhận tôi sao? Phật gật đầu, như vậy chẳng những cháu không bắt về được mà người đòi bắt về cũng xuất gia làm tỳ kheo nốt. Sau khi xuất gia không bao lâu, ông được pháp nhãn tịnh chứng thánh quả. Xá Lợi Phất ở trong thai mẹ đã có đại trí huệ, giúp mẹ biện luận thắng cậu của ông. Lại nữa, Xá Lợi Phất trong 7 ngày liền thông đạt thật tướng các pháp, lúc 8 tuổi đã biện luận thắng tất cả luận sư, cho nên gọi là đại trí Xá Lợi Phất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra kinh A Di Đà, đương thời lấy ngài Xá Lợi Phất làm thượng thủ, vì có trí huệ như ngài Xá Lợi Phất mới có thể tiếp nhận đạo lý thâm diệu của pháp môn tịnh độ. Ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ bậc nhất mà thần thông của ngài cũng thuộc vào hàng bậc nhất nữa. Một hôm có vị cư sĩ thiết trai thỉnh Phật cúng dường, bấy giờ ngài Xá Lợi Phất đang nhập định.
người ta gọi ngài mà ngài không xuất định. Bây giờ ngài Mục Kiền Liên, vị thần thông bậc nhất, muốn dùng thần lực của mình để gọi ngài Xá Lợi Phất xuất định, nhưng sử dụng tận lực thần thông mà cả đến chéo áo của ngài Xá Lợi Phất cũng không lay động. Điều này chứng tỏ rằng ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ đệ nhất mà thần thông cũng là bậc nhất. Tại sao ngài Xá Lợi Phất có trí huệ bậc nhất? Tại sao gọi ngài là đại trí Xá Lợi Phất? Việc này phải xét theo nhân quả. Khi ngài còn tu nhân, lúc mới phát tâm học Phật, gặp một vị thầy, vị này hỏi: "Con có muốn trí huệ không?" Xá Lợi Phất đáp: "Con rất muốn." Lúc ấy vị thầy mới bảo ông: "Nếu muốn được trí huệ thì phải học pháp môn Bát Nhã Trí Huệ, trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú Tâm Kinh, mỗi ngày chỉ tụng các chú ấy, thầy có thể mở được trí huệ." Xá Lợi Phất bèn tuân theo, mỗi ngày từ sáng tới tối, đi đứng nằm ngồi đều để tâm ở việc chỉ tụng, không có gián đoạn, thậm chí còn phát nguyện đời đời kiếp kiếp luôn kính lễ vị thầy đã dạy pháp Bát Nhã. Như vậy đời nào ông cũng học tập pháp môn Bát Nhã, đời nào cũng tăng thêm trí tuệ, đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ông mới thành tựu được trí huệ như thế, có thể trong 7 ngày thông suốt thật tướng các pháp. Ai là thầy của ông ở thời tu nhân? Chính là Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Cho nên khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, ông cũng thành bậc Đại A-La-Hán. Đó là nhân duyên mà ngài Xá Lợi Phất thành tựu đại trí huệ. Chủ yếu là vì lúc nào ông cũng không quên lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, cho nên nội trong 7 ngày mà thông suốt các pháp như vậy.